Thank you.
kia sang bên này đường hoa vậy.
Ow, em. Thì ơi chém nhé. Ôi trời ơi, mình lại đây.
Thừa hả? Chơi luôn đấy. Đâu cái gì? Còn vừa nướng xong vẫn còn nóng lắm. Không có vệ sinh thực phẩm như không ấy cầm. Đây, đấy. Mấy này miếng nhỏ. Úi giời. À, hay quá trời. Miếng nhỏ hơn miếng to. Ok. Có hai miếng. Cái này vàng này. Cái này vàng anh có lấy không? Cái này miếng to hơn. Ừ, lấy khác. Cái này lấy kia. 200 miếng. Hay nhiều tiền nhỉ. Sườn ngon này, anh ơi có mua sườn không anh ơi? Có chứ. Ừ, đây em ra luôn đây. Dư bin, đưa cầm không? Hai con cầm lấy. Bà ơi, bà cho con lấy. Chị cầm về ăn, cầm về mâm mâm mẹ chặt ăn. Nào, về cầm về mẹ ăn. Vâng. Nào, đau cái tay. Nó cứ trẻ con mà không sao đâu. Nào đâu. Rửa chân nha. Bác Kỳ ạ. Nó không cắn đâu ấy.
Thank you.
bây giờ luộc chắc là vẫn ăn được bà nhỉ? Gạt lên một tí xong rồi bỏ ngon lắm.